Alo, mình mới vừa nghe một bài nhạc mình thích quá. Thôi bây giờ nghe với mình nha. Nghe với mình một cái bản nhạc này nghe. Bản nhạc này có cảm xúc nhiều không? Thôi nín đi em. Buồn ai
buồn đó bạn ơi. Bài này là bài theo mình nhớ chắc là bài tựa đề là Sang Ngang của Vũ Thành An. Bài này là nếu mà ai mà có tâm trạng á mà nghe bài này chắc buồn dữ lắm, tâm trạng mà chia tay á. Mình thấy những cái bài nhạc là toàn là chia tay hoặc là có hoàn cảnh đó này kia thì nó mới hay, nó mới nhớ đúng không? Các bạn thử nhớ coi những cái bài mà chia tay chia chân rồi này, xa cách đồ này kia đó là hay hát mà hát đi vào lòng người. Thật sự như mấy nhóm bạn này kia đó, nhóm bạn này kia thì cũng là lựa những cái bài đó hát, chứ ít có hát những bài vui này kia. Vui thì nó lại là phù hợp với những cái, mỗi một bài hát nó phù hợp với một cái hoàn cảnh ở lúc đó. Đó, nhưng mà những cái bài này thì những người nào mà đang cuộc tình chia ly hay là đang thất tình hay là nghe nó thấm thía. Thôi nín đi em, lệ đắm vai rồi, buồn chi nữa em, mai bước sang ngang. Đó, các bạn mình không có thuộc nhưng mà bài nào mình thuộc mình sẽ hát trọn vẹn cho các bạn nghe nha. Bây giờ là tới đâu rồi nè, tới đầu đường Cộng Hòa. Thôi mình video ở đây, mình sẽ quay thêm một clip nữa từ đây về đến nhà nghe. Đó, từ đây về nhà có thể là mình sẽ hứng lên, mình sẽ hát một bài hát nào cho nó phù hợp đây nhỉ. Bây giờ ha, rồi xin chào các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại.